Xin chào cả nhà nha, chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Hoa Lan Trần Cương. Trong cái video hôm nay thì em sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm cho những anh chị nào đang tập chơi lan, hoặc là anh chị có dự định là anh chị ghép lan lên những cái khúc gỗ, gỗ bú sữa hoặc là gỗ nhãn anh chị, hoặc là ghép lên lũa. Thì hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để mà xử lý cái giá thể cho thật sạch và diệt được cái nấm. Dạng như là anh chị trồng lâu ngày thì nó sẽ có nấm trên cái những khúc gỗ á, nó mọc nấm lên, hoặc là nó sẽ xuất hiện những cái loại nấm trắng, nó sẽ gây hại trực tiếp đến cây lan, nhất là cái bộ rễ của nó nha anh chị. Đó thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của em xử lý những cái khúc gỗ trước khi mà ghép lan lên nha anh chị. Thì đây là cái kinh nghiệm nó thực sự rất là đơn giản, như là dạng như là cái khó nó ló cái khôn anh chị. Thường thường những khúc gỗ, khúc lũa to thì anh chị đâu có ngâm được đâu đúng không anh chị. Thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm này cho anh chị được tham khảo nha, và anh chị xử lý cho nó. Thì nói chung là cái video hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh chị cái cách để mà xử lý cái giá thể tốt nhất và hiệu quả nhất cho anh chị cùng tham khảo nha anh chị. Rồi thì đây là cái loại thuốc mà em xử lý cái giá thể gỗ này nha anh chị. Đó, cái này là gỗ bú sữa nha anh chị, gỗ bú sữa. Thì cái này thì vài hôm nữa thì em sẽ sưu tập thêm những cái lan ngọc điểm ginh xuân, cây giống anh chị, hàng Thái, hàng cấy mô anh chị. Đó thì em sẽ ghép lên những cái khúc gỗ này. Đó thì nói chung là khúc gỗ này thì tuổi thọ của nó thì tầm khoảng 2 đến 3 năm. Đó, 2 đến 3 năm. Đây em cho anh chị xem cái giò ngọc điểm này nha. Thì cái giò ngọc điểm này thì tầm khoảng được hơn một năm rồi nè anh chị. Thì lúc đầu thì em cũng ghép vào một cái khúc gỗ bú sữa nhỏ như thế này nè. Đó thì nói chung là những cái dòng đơn thân này thì những khúc gỗ này là nói chung là cái nhà tạm của nó thôi, để cho nó ở và nó chắc phát triển thôi anh chị. Chứ vườn nói chung là nếu như mà anh chị kiếm cho mình những khúc gỗ á, gỗ mà ghép những cái cây ngọc điểm giống á, thì anh chị có thể là sử dụng những cái loại gỗ to như thế này cũng được là anh chị. Cũng chứ cũng không cần phải to quá. To quá thì cái việc mà nó nặng cái thứ nhất, là cái thứ hai thì nó sẽ nó to quá anh chị, nó to quá, to và nặng thì nó sẽ không thích hợp cho những anh chị nào mà dạng như là chăm sưu tầm anh chị. Đó, tiết kiệm diện tích nữa anh chị. Đó thì cái cốc 85 này thì em sẽ xử lý cho nó, xử lý cái giá thể này là em ngâm khoảng chừng một ngày hoặc là nửa ngày thôi anh chị, chứ không cần phải ngâm nhiều đâu. Đó thì cái gói cốc 85 này thì nói chung là ở trên thị trường nó rất là đa dạng rồi. Cái này là gốc đồng nha anh chị, đồng oxy cloru á, gốc đồng. Thì cái này thì em đã đổ ra rồi nè, cái bột nó màu xanh như thế này nha anh chị, bột màu xanh như thế này. Đó thì một gói này á, một gói 20 gram này thì anh chị có thể là pha cho 20 lít nước anh chị ngâm cho nó. Đó thì nếu như mà anh chị nào khúc gỗ mà khúc lũa nó to quá đó, thì anh chị có thể là pha 16 lít nước nha, pha 16 lít nước và anh chị phun thật đậm cho cái những cái khúc gỗ khúc lũa to á. Đó là anh chị xử lý cho nó nha. Thì nói chung là trước khi mà anh chị xử lý bằng thuốc này thì anh chị nên ngâm hoặc là ngâm những cái khúc gỗ nhỏ này qua đêm nha anh chị, qua đêm để cho nó no nước đi, rồi anh chị xử lý thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đó, no nước rồi khi mà anh chị ngâm thuốc này á thì cái thuốc này nó sẽ ngấm đều hơn trên cái giá thể này nha anh chị. Đó thì cái này em đã ngâm qua đêm và nó còn ướt này, mới vớt ra này anh chị, và em xử lý bằng thuốc này cốc 85. Thì anh chị nào có khúc gỗ mà khúc lũa nó to thì anh chị có thể là tưới sơ qua cho nó, tưới cho nó ướt đẫm hết đi nha anh chị, rồi anh chị pha thuốc này anh chị phun lên. Đó, phun lên thì anh chị có thể là để im tự động cho nó khô nha anh chị, cũng không cần phải tưới lại đâu. Đó, và anh chị ghép lan luôn, và anh chị không cần phải rửa lại nha, không cần phải rửa lại, tại vì khi mà những cái lan của chị ghép lên nó hầu như là cái rễ của nó là anh chị đã tỉa bớt hết rồi. Đó, trong cái thời gian mà anh chị chăm sóc cho nó và anh chị tưới nước cho nó thì nói chung là những cái thuốc này nè nó sẽ trôi đi hết nha anh chị, và lúc đó đồng thời rễ nó ra thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì hết nha anh chị, không ảnh hưởng gì hết nha. Thì đây những cái này á, thì lúc trước thì em đã xử lý bằng cái cốc 85 nè. Nói chung là em trồng một năm mấy rồi á thì nó cũng không có xuất hiện những cái nấm mà gây hại cho cái giò lan của mình nha anh chị. Đó thì nói chung là em ghép cũng khá nhiều luôn á. Đó, không có nấm gì hết gây hại cho cái cây lan của mình nha. Đó, đó, không có nấm gì hết nha anh chị, không có nấm gì hết.
Thì nói chung là những cái khúc gỗ này thì bình thường anh chị xử lý không kỹ thì nó sẽ có những cái loại nấm trắng. Nấm trắng anh chị nó loang ra nấm trắng. Nấm trắng thì nấm, nói chung là nấm trắng và nấm hồng thì nó sẽ gây hại trực tiếp tới cái bộ rễ của cây lan nha anh chị. Đó anh chị lưu ý cái vấn đề đó nha, khi mà trước khi ghép thì anh chị phải xử lý thật kỹ. Cái gốc 85 là gốc đồng thì nó sẽ xử lý những cái loại nấm đó, những cái loại mầm bệnh đó. Đó thì bây giờ thì em sẽ tiến hành pha thuốc và em ngâm cái thau gỗ này nha anh chị. Đó thì nói chung là anh chị có thể là kiếm được những cái này cũng được. Đó thì cái này thì em nhà bạn em có một cây búa sữa anh chị, em chỉ cắt, em chỉ xin những cái cành nhỏ thôi và em về em cưa ra và em ghép lan lên. Ít bữa nữa thì em nhập cái em sưu tầm thêm cái là những cái cây ngọc điểm giống anh chị, em ghép lên đây. Đó, khi mà em ghép lên đây thì em sẽ chia sẻ cái video cho anh chị nào mà mới chơi chị chưa biết cách ghép thì em sẽ chia sẻ cho anh chị trong cái video sau nha anh chị. Đó thì bây giờ thì em sẽ pha cái thuốc này nha. Đó, một gói như thế này thì nó được bao nhiêu cây thuốc nha anh chị. Đó thì trước khi mà anh chị pha thì anh chị nên đổ vào một cái ca hoặc là cái gì mà chứa nước được đó anh chị. Đó thì anh chị quậy cho nó đều hết thuốc nha anh chị, quậy cho nó đều hết thuốc đi. Đó, bỏ tí thuốc vào đây và cho nó quậy. Anh chị lấy một cái que hay cái gậy gì á. Đó, anh chị quậy cho nó tan hết thuốc thôi nha. Rồi anh chị hãy đổ vào cái thau anh chị ngâm giá thể nha anh chị. Đó, cho nó tan hết thuốc nha anh chị. Cái này em làm một tay nên hơi bị khó nha. Thì em xin tắt cái video thì em sẽ pha cái này nha anh chị. Rồi đây thì em đã pha, nó tan hoàn toàn hết nha anh chị. Nhớ anh chị quậy đều cho nó tan hoàn toàn hết rồi giùm em nha. Rồi anh chị bỏ những khúc gỗ này vào cái thau to xíu anh chị. Đó thì anh chị tưới đều lên. Tưới đều cái thuốc này. Đó, tưới đều lên nha anh chị. Tưới đều lên. Rồi anh chị hãy đổ nước thêm vào nha anh chị. Đổ nước thêm vào. Thì làm cách này thì nói chung là nó sẽ thấm đều thuốc hơn nha anh chị. Đó thì anh chị đổ nước đầy vào và anh chị ngâm nha. Thì những cái này cái nào mà nổi lên đó thì chị nhấn chìm xuống, hoặc là cái thau của mình quá nhỏ ha thì anh chị khi mà ngâm được tầm khoảng 1-2 tiếng thì anh chị có thể là lật cái này lại. Lật cái này lại để cho nó thấm đều cái thuốc nha anh chị, thấm đều cái thuốc để nó tiêu diệt được những cái nấm, cái mầm bệnh nó được hiệu quả hơn nha anh chị. Đó thì nói chung là làm như vậy thì nó sẽ hạn chế được rất nhiều cái nấm gây hại cho cái giò lan của mình nha anh chị. Đó thì đó là cái kinh nghiệm mà em xử lý cái giá thể này nha anh chị. Đó, giá thể mà trước khi mà ghép lan lên đó thì đó là cái kinh nghiệm của em. Thì anh chị nào thấy hay á và anh chị yêu thích em á thì anh chị tặng cho em một lượt like nha. Và anh chị nào chưa bấm đăng ký thì anh chị có thể là bấm vào nút đăng ký để ủng hộ em ra nhiều video hay hơn nha anh chị. Đó thì em xin kết thúc video tại đây và em xin cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều nha. Và hẹn anh chị ở video tiếp theo. Nhớ bấm vào đăng ký kênh để theo dõi em. Cái video sau thì em sẽ chia sẻ cái cách để mà ghép những cái cây lan lên những cái khúc gỗ này nha anh chị. Đó, lên những khúc gỗ như thế này. Đó, và anh chị chăm. Và đây là những cái giò lan đây à. Giò lan này thì em ghép được khoảng hơn 1 năm rồi nè. Đó thì em cũng bắt đầu từ cái bước này thôi nha anh chị. Đó, ngâm giá thể và mua cây giống về và em ghép lên đây thôi. Đó, 1 năm mấy thì em có được những cái giò tác phẩm như thế này. Em chơi hoa. Đây là lan ngọc điểm nha anh chị. Ngọc điểm Đai Châu Minh Xuân anh chị. Nói chung là ghép lên những cái này thật sự là nó hầu như là nó không thối. Cái nhất là không thối, cái thứ hai nó phát triển rất là khỏe luôn anh chị. Nó thoáng cái bộ rễ của nó thì nói chung là nó bò tùm lum hết anh chị ơi. Nó bò tùm lum hết. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nha. Và anh chị ở video tiếp theo. Nhớ bấm đăng ký kênh nha anh chị ơi. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi em ra những video hay hơn nha anh chị. Rồi, em xin chào tạm biệt tất cả anh chị ạ.